tuyên quang xin lãnh lão đạo khẩn sang mời lưu khai tùng tự tự nhiên ai háo há bạc bẹt sập chìm xin hát đà đại căn khai tùng cũng là hơn há bạc lợi sập xin hát đà bên con cấu xuống người phần bạc khai tùng tự vân căn ăn vích hèn sừng vài sử rồi để lãnh đã cho bơi vừa qua xin đáy cụ mạnh lông nấy lưu lãnh mời bơi vài hơn cấu sấp xin làm bạc tú bơi sử làm sấp bẹt xin lợi bạc tú nếu bơi vài sử hòng tuyên quang ship tây bẹt con cho lãnh trung du sau lão đạo khẩn sang ship tây sịp con bơi vài hòng cả nước hàng pay công việc phòng phim dịch bình phòng phim chiếm dự khái vai sử sẽ đây cho cấp ủy chính quyền đẩy lánh sòn dân dò lân hèn ấy sẽ công việc khẩn láo từ dự an toàn hái pay vài sử dự mắn cu cải hoàn dần còn là thay đổi úi hòng thời tiết. Để thêm hiệu quả hong hen sừng sư làng lô an toàn sinh học ở thỏi làng, cái bên ấy làn báo Hoàng Khắc Hảo bán phúc ăn sẽ tân tịnh viên trì hóa, xin dư sương ai háo làm xịp tủ sư. Đại lốc hèn sừng, bảo hào xin trì hóa công việc con cán bộ khuyến nông từ đại tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật bọc nhứ, bọc mạch sinh khối, ủ lốm nhứ, phòng phim dịch bình. Vân cận, bởi sự hong làn báo hào xin bực đời, mấy mây ọc dịch bình. Xin đừng lại bởi con lốc giang háo mù chịp. Báo chuẩn bị đo nguồn hong kinh thô heo phục vụ hen sừng hong lan lào đời cái bừng mùi chịp. Gia đình chúng tôi làn câu si hen sừng sư đáy cách nấy cái bầy dư mày sam xếp tú hen sừng giúp cụ mạnh tìm cái lần cụ lam sư tức phòng phìn chịp dự hãy bây sử làn câu si dư mày nhiều ho bọc rất là ăn nhú tiêu phục vụ hen sừng sư để làm thức ăn cho trâu bò. Đã đấy hèn sừng vài sử sẽ yếu tố cục tranh đời cục mình cục nả ăn vịt đáy xa tân thịnh quan tâm tệ ít si vận động cao hơn dân đẩy mình bọc cả mười hèn sừng trang trại ra trại dư sành môi trường sau an toàn dịch bình khuyến khích họ phạt cho mình hèn sừng tập trung kèm hướng cục kiên hàng hóa lần có cục hiệu quả cơ chế chính sách hoàng lánh hoàng phìn vườn cận đời cái bên ấy hèn sừng vài sử giàu xa tân thịnh xin mời an giang để cục mình tết si có vịt phòng phìn chiếm dự khải vai sử đã đáy hàn dân quan tâm dò lượn. Dù đời chấp bơi vừa qua, xin mời lại ăn thay đủ úi hòng thời tiết, từng bơi vài sự rồi để sợ, lốc lầy tụ đáy dư an toàn. Trong những năm qua, thì tình hình phát triển đàn đại gia súc trên địa bàn xã Tân Thịnh thì tương đối tốt. Đời chấp bơi vừa qua, công việc cùng anh hèn sừng, vài sự dầu sợ Tân Thịnh xin đáy đời, lan hẳn đầu tư háo hèn sừng vài sự phần, vài sự vô béo, sọ áo thòi lợi nhập ổn định, hái la lan hẳn, góp phân áo lông hó, sau rất phân lan hẳn đã vừa nắng cúc giàu, tám mô hình hèn sừng vài sự vô béo, vài sự phân, tiêu dư công việc hèn sừng, dầu đời sợ. Cô công việc phòng phim chiếm dự, Lào sẽ đã kiểm tra rất phân lan hẳn hèn sừng bực. Lúc nấy là Lan đã chủ động, dư nguồn hong kên, với con cải tạo lùi trại, tiêu đảm bảo hái công việc phòng phim chiếm dự đàn mù chịp. Đồng thời là cải tạo cái chuồng trại đảm bảo cho cái việc phòng chống rét trong cái vụ đông. Viên chỉ hóa, lúc nấy mời bơi vài hơn người xin tú, bơi sử hơn phong xin lộc bạc tú, mời há xếp há trang trại, ra trại, hèn sừng vài sừng tập trung, tá xếp tú to hấn. Công việc hèn sừng chuyển dịch kem cơ cấu, học phạt quy mô bơi, dùng cho phan mời năng suất làng, chất lượng đời, mời lành cạnh tranh dọc hơn thị trường, lập hấn tiền hèn sừng vài phan tập trung dầu cho sợ. Thương bày phòng xin lên người Việt, Bộ Khoa học và Công nghệ đã mới quyết định phê duyệt dự án đăng ký bảo hộ quản lý do Cung Anh chỉ dẫn địa lý hái sản phẩm nò vải viên triệu hóa. Dự án đã trung tâm nghiên cứu do Cung Anh hệ thống nông nghiệp, Viện Cây Lương Thực do các thực phẩm Hồng Bộ Nông nghiệp sở phát triển nông thôn họ ọc. Tá bươn trình bày phòng xin lên người lên bươn lập bày phòng xin lên người lợi. Nếu hôm xì, chỉ dẫn địa lý tệ ịt, hái vai hồng Việt Nam, diện giang hỏi láo, tiêu sản phẩm vài hồng tuyên quang cáng trông, sao thương hiệu vài ngố chiêm hóa cáng riêng, vừa hấn mạnh, sao háo khái cón cho thị trường vẻ nọc nước. Vừa đường cận, với cón áo trang chất lượng, phóc hồng pơi vài sử, sư công vích phòng phìn dịch tình, phòng phìn chiếm dực sư đã đái viên do lân chỉ đạo, tiêu dự mắn cụ cài hồng ở dần. Hàng pây, con lốc háo mù chịp, trung tâm dịch vụ nông nghiệp phìn, sư đã ọc lành. Cục vịt con chất sợ, tuyên truyền, vận động. Cao hẳn dân, hẳn hèn sừng, dùng cho loại quỹ tôm, bọc cả mười tiêu hèn sừng. Kỹ thuật ủ lốm nhứ, xin nâng điều kiện hèn sừng, khấn cáo hẳn dân, chi hóa, hèn ăn thái đùi hòng thời tiết, khí hậu, tiêu chủ động đã công vịt phòng phìn, chiếm dự khái vai sử.
Đến nay thì tổng số đàn châu bò trên địa bàn huyện thì có trên 21.000 lớp nấy, con. lớp bơi phải Đàn bò xử rồi thì đời có trên phên, 2.000 bởi con. hơn người sẽ biệt xin Những tú, năm gần sau đây xử thì hơn phòng xin cái tú. chương trình phát triển chăn nuôi châu Đài cấp bác bò hè nấy, sự đã chương mang trình ra của hiệu anh quả, hèn sừng có vai đạt xử, lại hiệu quả sẽ rất đạm lớn. mây hiệu quả Đã làng. có nhiều Lan hộ hẳn xây cuốn dựng trang các trại theo trang sừng vai xử, trại để nuôi bình phương pháp sừng châu phăn, mây bò, sừng vỗ béo phương đạt thức hiệu quả là làng. Hàng pây chuẩn sinh bị sản hay công việc hoặc là phòng chăn phin nuôi chiêm châu bò dứt vỗ sau béo dịch bình hái đạt vai hiệu xử quả đầu rất là mùa chim. cao. Có chức Thì năng công hàng việc đáy năm sào, trung chúng tâm tôi sẽ dịch chuẩn vụ bị nông nghiệp, cho cái đã công việc có cho công cơ tác quan phòng chuyên chống môn đói hoàng rét phin, và dịch bệnh tham cho châu mưu, bò vụ đông. ái ủy ban nhân dân Với chức phên, năng nhiệm vụ được giao, ban hành trung cho tâm phương dịch vụ án nông phòng nghiệp phin chiêm đã dứt phối dịch hợp với bình các cơ hái quan vai chuyên xử môn của đầy huyện mùa chịp. để tham mưu cho ủy ban huyện ban hành cái phương án phòng chống đói rét dịch bệnh cho châu bò trong mùa đông. Nơi mây dâu vên yên sơn, cùng anh hèn sừng vai xử, xì dắt đài cho thế mạnh, giúp hẳn dân áo lạc lộng nhập. Liều vên, lúc nấy mời hơn trên sự biết xin thu hong hèn sừng, phương lai xì vải sầu xử. Lúc nấy, con việc tuyên truyền, vận động hẳn dân tập trung hèn sừng kèm hướng hàng hóa. Vên xì đã khuyến khích cho là hẳn liên kết cục kiên kèm chuỗi giá trị, thân em có công việc dự sành mùa trường. Con kinh nghiệm hèn sừng tá lại về nấy, cứ lần mù chịp. Sau lâu hù mù, đàn ông Trần Văn Ngay, bán đồng rôm, sở nhự hán, viên Yên Sơn, xì chuẩn bị đo khai nhầu, sao làm tiêu, dùng hái hèn sừng. Cùng manh chất dinh dưỡng sau lành đề kháng, hái vai xử đài cho bưng mù chịp. Năm nào cũng thế, cũng cứ duy trì là nuôi hơn 10 con, từ 15, 16 con đổ lên. Mà cái hiệu quả kinh tế vậy nuôi tôi nâng trâu với bò dư hèn sừng hơn xếp tú, khác tá xếp há, xếp độc tú, to hấn. Lợn với gà. Hiệu quả rồi kinh tế đã xương vai cả con vịt hèn sừng màu cạy, mù chịp sư lan cầu chuẩn bị hoặc kiên ho sau chủ hoặc yếu kiên là xin mùa đông là thức ăn mù khô chịp thôi, là về dơm hoặc như là ho xin nhầu cây ngô sau khô. ca mạch Đấy, nhưng mà từng có điều kiện xây tự dư với đến điều lại kiện là sư phải hám hèn chứng sừng đáy hiệu vai xử thì mới có thể nuôi được trâu với bò. Mới đôi làn ông Ngay liệu cho là hẳn hèn sừng vai xử do viện Yên Sơn xin đạo họ ọc lại công việc ứng phó có là thái đuôi úi hòng thời tiết kem chỉ đạo hòng khánh hòng viên chủ động nguồn nhứ heo bình vịt bọc nhứ bọc mạch vật độ nà tc ăn vịt cục ụt lốm nhứ tá chúc phụ phẩm cụng nà tc thêm xin công vịt phòng phiên bình dùng hiệu quả tiên dân hòng cho tổ chức chính trị xã hội ngày giàu cơ sở đại vịt kiểm tra cặp với nông cục đo cho công vịt giữ an toàn hái hèn sừng mới theo mới ọc thiệt hại đài kinh tế về thời tiết cụ ọc còn cách cụ nấy lai pây khai nấy. Dù thời tiết thay đổi úi, tưởng cho là hẳn hèn sừng do viên Yên Sơn, xin dự mắn công việc hèn sừng đáy đời. Thì ủy ban xã đã phân công chỉ đạo cán bộ phụ ủy ban nhân dân xã xuống đôn đốc hướng phải dẫn cán bà bộ con chỉ đạo dâu chủ ban mưng phòng cán bộ cao pinung phòng phin đặc chịp biệt là sát hái sao vai con xử nhân trong tên xây tực bên em có hẳn dân đài mù chịp là lần sau cao pinung dư như hò như heo hái vai xử vương cặn đài cho bơi vừa quả bơi vai xử dâu đài xa mới bị ảnh hưởng bởi chịp đậm chịp hại cụ ọc bị ảnh hưởng do rét đậm rét hại gây ra. Thì đối với tình vụ của tôi thì ngay từ đầu vụ thì chúng tôi cũng đã triển khai đến tất cả các anh em phụ trách xã và mở các cái lớp tập huấn và đồng thời là anh em phụ trách các địa bàn các xã cũng như là các cái đồng chí ngài tá lão phụ chuyên môn lao đạo hoặc lên lêu bên hùng hợp tác xã bên hùng phụ trách rồi đại xã xin đừng cho đồng chí mời chuyên môn đài thu y phụ trách lao di hoặc cón chủ cơ sở cục vịt tham mưu cón ủy ban nhân dân xã ông văn bản tiêu đảm bảo phòng phiên chịp dự khai vai xử đài mù chịp còn lớp công hóng mù chịp lao di hoặc tập huấn cao hẳn dân rất là nền sừng tên xin đảm bảo lưu trại chờ tùy đảm bảo phiên chịp từ người xin chuẩn bị hong kin lao cao hẳn dân xin đừng cho tiên phục nhứ tên xị ủ như tốm hái mù chịp cón hẳn dân lâu hù xong xin đã chuẩn bị nhiều ho tiêu hẹn sừng đảm bảo nhứ đài mù chịp hái bơi vải xử giờ để phiên dơm phơi khô để lần lúc nấy dầu ven Yên Sơn sư vịch lưu trại hong kin hẹn sừng tiêu đảm bảo hái mù chịp đáy đảm bảo ven học vịch phòng phìn chịp dựng hái vai xử sư lao xì giỏ lần công vịch phòng phìn bình cho vụ đông thì đã đảm bảo. Thứ hai nữa này cái việc mà ngoài cái việc phòng chống rét cho đàn gia súc thì chúng tôi cũng là quan tâm đến cái việc phòng trị bệnh. Dự báo mùa chịp bên ấy, thời tiết xì thay đổi úi. Xì mời cho đất chịp đậm, chịp hầy, lầy nầy. Đời chứ bừng vừa qua, trung tâm khuyến nông khánh đã học lành công việc con cho sợ, học đồng bộ là công việc phòng phìn dịch bình, sao chịp dực, hái bây vải xử. Đảm bảo đo nguồn hong kin, đài hèn sừng, phìn thê thai kinh tế, hái hân hèn sừng. Dùng hiệu quả, chúng nguồn nhứ lặn mây, bởi con chuyển đuôi hoặc phạt khai tôm bọc có nhứ hái hèn sừng vài xử. Nà đấy, bọc nhứ xin đừng ăn nghe hòn hận cục nà, sao nhứ xê hàng hóa. Dùng cho phân nhứ mấy năng suất sao giá trị tăng, nừng nhứ voi, vẻ lộc, nhứ jury.
với cán của ngành công việc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sau công nghệ, hai cán bộ khuyến nông cơ sở, cộng tác viên khuyến nông sở nền rừng, nâng kỹ thuật chế biến dự nhứ thô heo tá trung nguyên học kinh sạn mây, nâng nhứ nhầu cơ bay mạch tộc làng lốc công lầu xong, chỉ đạo sau là phấn muôn hèn xương vai đặt nàng xuất làng, việc đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn giải cho việc cục kỹ thuật nhận thức con hèn sừng dầu cho sơ hòn tránh tuyên quang đã chuyển tá cục kinh ý lẻ cả cục kinh tập trung kèm hướng hàng hóa an toàn dịch bình an toàn hòn kinh dư xanh môi trường hèn sừng kèm hình thức trang trại gia trại đã sơ đang đã họ mệnh dù đai chấp bày vừa quả mày lạn thay đổi vì khí hậu thời tiết thay đổi úi dầu cho sợ cho ven cường rằng đầy cặn dầu tuyên quang mày học lai đợt chip đậm chip hầy của ảnh hưởng mỹ ý lên si đẹp sau công việc cụ kiên hoàng hận dần từng vây chủ động đáy đài công việc phòng phim chiếm dựng hái phơi vài sử sau ý thức hoàng hận dừng bên cặn tuyên quang mới học ăn lê thầy đài công việc hèn sừng vài sử trung tâm khuyến nông đã phát hành hàng chục chuyên mục khuyến nông đài công việc hèn sừng vài sử tuyên truyền cao cục cho công việc phòng phim chiếm dựng dịch bình hèn sừng cục xanh khử trùng lưu trại tiêm phong hái chúng thông hèn sừng phòng phim dịch bình đài hèn sừng hướng dẫn hận cục nà khoa học kỹ thuật mỏ tiêu cung anh hèn sừng kèm hướng hàng hóa áo sang chất lượng sản phẩm đáp ứng đáy nhu cầu hòng thị trường kèm dự báo hòng trung tâm khí tượng thủy văn là nụm mùi chép bay long xin lên người dịp người long xin lên người dịp làm thay đuổi úi hó ná đáy nhiệt độ chốt lánh lão đòi cường sang bởi khả năng tạm hơn còn tới trồng lại bầy xe cả kỳ tá không phải há lên rất độ xì tiêu nơi lúc tạm thời thời lên công việc khen sưng với chiếp đậm chiếp hơi cụ ọc chỗ phim được lập hấn phương án nèm cái lệ phòng phim chiếp dựng hái bơi vài sử cùng mang thêm ban chỉ đạo phòng phim chiếp dựng đài hèn sừng vài sử phe rõ vịt hái cho thành viên trực tiếp lồng cơ sở kiểm tra cao hơn hèn sưng chủ động chuẩn bị cho điều kiện cần lên tiêu phòng phim chiếp dựng dịch bình đài mù chiếp trong thời gian tới thì trung tâm khuyến nông phối tiếp tục đài phối hợp với các đơn vị liên quan trung tâm khuyến nông sẽ cùng với các đơn vị liên quan họp cho nội dung nên cũng mang tuyên truyền tăng cường tuyên truyền để người dân tiếp cận được các nguồn vốn vay có hỗ trợ lãi suất từ các nguồn hỗ trợ của trung ương của tỉnh của huyện nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển về chăn nuôi đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đôn đốc hướng dẫn bà con nông dân là dự trữ thức ăn chăn nuôi để đảm bảo làm sao cho đủ thức ăn chăn nuôi cho hái bơi và đàn gia súc khuyến cáo trong vụ đông năm nay và đặc biệt phòng chống rét cho châu bò khuyến cáo bà con nông dân là nêu cao cái tinh thần trách nhiệm phối hợp cùng với cơ quan chuyên môn để phòng chống đói rét cho châu bò trong thời gian tới. Phòng phim dịch bình đài công việc hèn sừng cáng trồng phòng phim chiếm dựng hái bơi vải sử cáng riêng thì rất đài cho công việc tranh tiêu dự đánh cu cài họ dần cho sợ phim từ công anh công việc tuyên truyền vận động hướng dẫn kiểm tra công việc phòng phim chiếm dựng hái bơi vải sử hoàng lầu mới đáy chủ quan lơ là chỉ hó theo dõi ảnh thay đổi hoàng thời tiết chủ động trước phương án phòng phim chiếm dựng lập hẳn kế hoạch cục kiên hợp con cho công việc bọc cho tua ngàn rừng tiêu nơi lông tằm cho ly thời với tác động hòng thời tiết cục ọc nhằm giữ an toàn hẹn rừng đài mù chịp từng tiêu cục đời công việc đấy bên học ăn học quốc hòng cấp ủy chính quyền sao cho tổ chức chính trị xã hội sự ý thức hòa dân xây dư tiền dần cục trành.